Các điểm thu hút nhiều du khách là nhà trưng bày trứng chim và cá nước ngọt, trải nghiệm cảnh quan sinh thái vườn quốc gia Tràm Chim bằng tắc rán tàu kéo. Đặc biệt dịp này, du khách khi đến tham quan còn được dùng thử miễn phí trà mật ong và mua các sản phẩm mật ong, các loại đặc sản khác tại quầy đặc sản du lịch mật ong rừng Tràm Chim. Dự báo những ngày nghỉ lễ tiếp theo, lượng khách đến khu du lịch Tràm Chim sẽ còn tăng mạnh.